chào tất cả các bác. Thì hôm nay Michael Audio tiếp tục giới thiệu tới các bác ba dòng súp điện Phát 25 mặt súp ngang. Thì với những cái dòng súp điện Phát 25 này thì các bác có thể đánh với cái phòng nhà các bác từ 30m2 trở về. 30m2 trở về các bác nhé. Thì đây là hai chiếc súp điện vân gỗ này, nhìn rất là đẹp, rất là nhỏ gọn và xinh xắn, cũng khá là nặng các bạn. Và một chiếc bát 25 màu đen nhám này, thì hai chiếc này là của anh, kích thước của bát là bát 25cm và đây là chiếc của Canada, cũng bát 25cm. Với chiếc này thì bát cũng bát 25 nhưng các bác chỉ đánh được khoảng phòng từ 20m2 thôi. Còn hai chiếc này thì 30 trở về các bác nhé, 30 trở về. Rồi thì em sẽ đo qua kích thước cho các bác xem, rất là nhỏ gọn. Với mặt trước của nó được 30cm các bạn. Và chiều sâu ở bên trong của nó cũng được 30. Cả mặt căng thì được 40cm. Đây là mặt căng để lắp vào đằng trước này các bác. Đây sẽ úp như thế này các bác nhé, nhìn rất là đẹp. Rồi em sẽ quay cái mặt đằng sau để cho các bác cùng xem nhé. Đây là mặt sau các bác nhé. Đây là của một hãng RDS, nói chung là bằng tiếng Anh cho nên là mình cũng ngoại ngữ hơi kém cho nên là khó đọc về cái phân tử này. Còn model của nó là ASB100 ActiSup, gọi là súp cua. Đây ở đây nó có các chế độ đây các bác. Đây là volume của nó này. Thì cái giải của nó thì volume của nó chạy từ 80Hz cho đến 110Hz các bác nhé, rất là sâu. Và cái giải đánh chống sâu của nó thêm đó là từ 50 cho đến 150. Đây cái giải bên dưới này. Và cái này cái volume của nó lên đến 110. Và ở đây có cổng vào này, cổng vào bằng rắc hoa sen này. Và ở đây là một cái lỗ thông hơi đằng sau nhé các bác nhé. Ở đây là có thể line ra ngoài với cái jack âm dương này. Và đây là một nút công tắc và một cổng nguồn vào. Đây các bác đây, máy in đen len này. Dòng điện là 220V, 50Hz và 1A. Má CD còn đủ các bác nhé, rất là đẹp. Màu vân gỗ chống thấm nước luôn các bác nhé. Chống rất là sâu và chắc. Tổng cộng về cái dòng này chỉ có 2 chiếc các bạn. Em đang đặt hơn 10 chiếc nữa nhưng mà hàng thì chưa đến. Hiện tại chỉ cầm bến 2 chiếc này trước. Đây nó làm viền rất là đẹp. Hoàn góc rất là đẹp. Còn đây còn chiếc này thì các bác chỉ đánh phòng từ 20m2 nữa các bạn. Vì con này nó tín hiệu vào hãng rất là ít. Đây nó cũng có cổng tăng này. Và đây là một cái tải nhiệt này. Tải nhiệt về cái dòng này thì bên trong rồi. Còn dòng này thì chạy nguồn xuyến các bác nhá. Hai con này chạy nguồn xuyến này. Con này thì em chưa được mở, cũng chưa rõ là nó là nguồn gì. Line in out này. Đây các bác nhìn rõ này. UK nhá. Made in Canada này, nó hơi mờ một chút này. Seri của nó là SP3259. Con này giải sâu thì nếu mà đánh phòng bé thì rất là hay vì nó giải sâu nó được 20 dB cơ. Quay lại với chiếc đang đánh này nhé, để em sẽ quay đằng sau cho các bác. Đây thì con em đang đánh này. Bye.
đang chạy từ chiếc vàng VF1 USA này xuống này. Đây em sẽ đánh mạnh hơn nhé. Các bác lưu ý là với cái dòng Bass 25 này thì hai chiếc vân gỗ này thì các bác có thể đánh từ 30m2 trở về, và chiếc này thì đánh từ 20m2 trở về. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ Mike của Audio, Zalo, Facebook, số điện thoại là 0977 434361. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.